Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh lên kế hoạch chuẩn bị nguồn cung và bình ổn thị trường với 13 mặt hàng thiết yếu gồm gạo, dầu ăn, mì gói, gia vị, nước chấm, trứng gia cầm, thủy hải sản, rau củ quả nhằm ứng phó dịch COVID-19. Theo đó, nguồn hàng hóa thiết yếu dự trữ hơn 750 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Long An dự trữ gần 15 tỷ đồng, gồm 2 triệu gói mì, 60.000 lít dầu ăn, 50.000 lít nước uống. Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Quá, hệ thống Sài Gòn Co-op cũng dự trữ khá nhiều hàng hóa, gồm gạo, gia vị, nước chấm và nhiều loại hàng hóa khác. Ngoài ra, nhiều cửa hàng tiện ích như Bách Quá Xanh, Vinmart Cộng, Sang Hà Food Store, cửa hàng Bách Quá Tổng hợp cũng có kế hoạch dự trữ hàng hóa. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Công Thương cũng có phương án vận chuyển hàng hóa đến người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong đó, Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Long An, Công ty Cổ phần Thương mại Mộc Quá, Sài Gòn Co-op, Sang Hạ Food Store có trên 250 xe chuyên dụng chở thực phẩm và sẵn sàng đồng hành cùng tỉnh thực hiện phân phối hàng hóa khi có nhu cầu. Đồng thời đề nghị doanh nghiệp sản xuất khẩu trang chuẩn bị nguồn khẩu trang kháng khuẩn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.